TV ạ. Hắn đang có mặt ở con đường thuộc về khu vực Đức Huy với lại Bạc Lâm đấy quý vị ạ. Ở đây có những cánh đồng rau ăn thẳng về Gia Yên luôn. Xa xa quý vị thấy hoa màu gà này. Cánh đồng rau đẹp quá. Bên này hoa này quý vị này, buổi đêm thì bắt điện đẹp lắm. Cái nào hắn chưa phóng sự về hoa để quý vị xem nhé. Quý vị ạ, hoa này thì hắn nghe nói người ta bán 12.000 một giỏ, tức là một cặp cỡ hai mấy nghìn cho quý vị ạ. Cả hoa màu gà phía kia cũng để dàn bán cho lễ các thần đấy quý vị ạ. Ai? 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 Đúng rồi. Hạ rau quý vị này. Đây là các cái chậu hoa người ta bắt đầu trồng cây con để dành cho hoa bán Tết. Đẹp quá quý vị nhỉ. Có những chỗ thì gắn thấy không trồng gì để ruộng nước, trồng rau lang, rau muống cũng có quý vị ạ. Nhưng mà đây là những khu vực mà họ canh tác hoa rau tương đối đẹp quý vị này. Hoa hồng và hoa màu gà đấy quý vị. Hôm nay thì đã 24 rồi, tháng 10 rồi quý vị ạ. Mùng 1 tháng 11 này là lễ các thánh dành cho để tưởng nhớ những người đã qua cố, đã qua đời ấy, cầu nguyện cho họ ấy. Cho nên là lễ đó rất là lớn và người sẽ mang hoa ra ngoài các cái ngôi mộ ngoài nghĩa trang quý vị ạ. Kìa quý vị thấy vàng rực một góc trời kia là hoa cúc luôn quý vị ạ. Cúc hay vạn thọ quý vị ạ. Hoa vạn thọ thì đúng hơn. Anh ơi sao phải doa vậy anh? Bụi nó lên à? À, mình đang bỏ phân đấy khoảng ca. Vâng. Chuyên. À, đi quay tí cảnh em ạ. À. À, anh ơi hoa mình hoa cây này cây kim giới phải không? À, nhiều chàng. Đây em làm ra ở đâu? Ồ, hoa đó. Ơi em làm hoa chỗ bên kia là bao nhiêu hoa, trong này không là bao nhiêu hoa em? Ngàn mấy hoa luôn. À 4.000 mấy cơ. Ơi em vậy năm nay như mà sắp sửa bán rồi, hoa được giá không? À 22 cặp đúng không em nhỉ? Mà vậy là có được giá không? À lấy ít tại em. À. Còn cái vụ hoa Tết đây năm nay anh thấy ta trồng cũng nhiều lắm ấy, không biết sao. Đây, cảm ơn em nhá. Không theo nghề bố đi buôn rau nữa hay là vẫn làm? Nghỉ rồi. À vậy. À nghỉ lái xe luôn rồi. Ê, cảm ơn em nha. Đây quý vị này, buổi tối rất là đẹp. Hy vọng mà quý vị đón xem, chắc chắn là một clip về hoa quý vị nhỉ. Đẹp lắm quý vị ạ. Nhiều loại hoa và có nhiều vườn hoa ở vùng Gia Kiệm. Đây những cái hoa còn đang lên này quý vị. Hoa này là hoa dành cho bán Tết. Ơi ơi, bóng điện không mà nhìn ban ngày không, anh ta đây lấp lánh trắng sáng. Bóng điện không à. Buổi tối nó lên như sao trời quý vị ạ. Hết trời rồi. Vẫn đang tiếp tục san đất để trồng những loại hoa ngắn ngày. Con suối to quý vị này. Đây, vườn hoa lớn chưa quý vị này. 6 giờ còn người ta có 5 giờ mấy người ta lên à? À như vậy là người ta hẹn giờ cho cái các cái điện nó lên cứ ngày nào cũng vậy. Coi như là cứ tối là nó lên đấy. Vâng.
Nhà thì cứ tối thật thì bắt đầu là cho nó lên. Vâng. Tụi kia thì nó còn đang giả giả nó lên rồi. Vâng. Ăn vậy là ăn làm rau à, còn con này nó trồng hoa đấy. Trồng hoa. Nó trồng mấy ngàn anh biết không? Không biết rồi. Không biết, mấy ngàn con nó làm đây, nó làm cái này, cái kia ba miếng. À vậy chứ mỗi nơi mỗi chỗ miếng. Những bên này nó làm xuống đời, nó đang hai mẹ con nó đang làm mấy ngàn, đang dở. À đấy, vất vả suốt ngày nhỉ. Vâng, thôi em đi xuống chị em coi. Quý vị ạ. À, hôm nay đến thăm lại khu vườn rau Tân gọi là khu Tân Yên, nó ăn về tới gần Phúc Nhạc để ăn tới trên dốc mơ Đức Huy ấy, quý vị. Vườn rau khởi sắc quá là do người ta trồng hoa nhiều và bắt điện nhiều các quý vị này. À, Khánh cũng đang tính review về hoa Tết. Năm nay có lẽ trồng nhiều. Và Khánh hy vọng dịp nào đấy Khánh sẽ quay cái việc. Hôm nay thì Khánh đi từ thiện là chủ yếu. Khánh ghé đây một tí để quý bác mình tham quan thêm một chút, xem cho nó có không khí, coi nó đỡ buồn đấy quý vị. Tại đến người nghèo thì thường cũng hay buồn. Này điện đẹp quá quý vị này. Điện đẹp lắm. Chỗ hoa như vậy thì gọi là chỗ hoa 60. Nhưng mà có lẽ là có khi chưa được 60 hẳn cái gì ạ. Bao nhiêu gốc hoa quý vị nhỉ? 60 này khách nghĩ cũng 5-60 cây con đấy quý vị ạ. Một vòng ở ngoài này không là quý vị đến được nhiều lắm. Một vòng này không đã tới 20-30 gốc rồi quý vị ạ. Ở trong nữa thì như vậy thì có lần Khánh nghe nói thì tới 80 cây con đấy quý vị ạ. Nhưng mà ở đây thì không biết có đúng như vậy không, quý vị nhìn này. Một chậu 60 này không có thể tới từ 60 tới 80 gốc cây con. Quý vị ạ, những vườn hoa màu sắc đẹp quá, làm cho mình cũng mải mê, giống như quên lối về quý vị ạ. Tính là đi công việc tiếp nhưng mà quý vị thấy hoa sang màu sắc đẹp quá. Đây toàn là những hoa mà chỉ còn một tuần nữa thôi là xuất hết đấy quý vị ạ. Hoa đây gọi là dành cho lễ các linh hồn, các thánh quý vị ạ. Ngày mùng 1 tháng 11 thì chính xác quý vị ạ. À. Vàng mà cô ơi, mình mang từ đâu về cô? Mình đặt ở đâu về cô? À Đà Lạt cơ ạ. À? Ồ đây quý vị này. Các cô đây đang là cấy con giống vào trong chậu. Bây giờ với cấy thì tức là hoa bán Tết đây. À như vậy là mình vẫn còn mua con giống ở mãi xe Đà Lạt luôn. Chị ơi, vậy có ai ở đây họ tự cấy được không chị? À có đấy, mình thích mua còn mình cấy thì cấy mình là cấy lấy cũng được khoảng cả. Ồ vậy à? À cái nhà lưới. Vâng, cái nhà lưới đẹp quá. À thì ra người ta nhân giống ở trong đó luôn. À có mình ông là khai trương đầu tiên. Chị cho em hắn cho hắn chim một cây thử quay gần cho các bác xem nào. Ồ đấy. Cây cúc pha lê cái gì ạ? Đấy cây đây. Thường mình cấy nó cũng sống hết rồi là chị đọc. Cấy luôn như vậy trồng lên thì chắc 9 cây chắc nó sống đủ ấy nhỉ. Lâu chắc nó chết 1-2 cây và đấy tươi nữa quý vị này. Cúc pha lê mai mốt cao 50 phần, trước bán thì như là 200 một cặp hay bao nhiêu ấy. Tết người ta hay bán đấy vàng. À tại nó nhỏ đúng không chị rằng? Vâng. Mấy trăm triệu mấy. À cái đấy thì em không biết, nó nói không cái này. Lên trên đấy là quay cái đấy làm hoa chậu. Vâng. Em quay hết rồi. Quý vị ạ, bây giờ thì cũng có khá nhiều loại hoa khác nhau quý vị nhỉ. Ở chỗ này thì không có hoa màu gà, nhưng mà bên kia quý vị thấy có một loại cúc kìa. Cúc vàng thì mình cũng thấy thông dụng rồi đấy. Nhưng mà có những loại hoa khác nữa. Chẳng hạn như cái hoa cúc này quý vị này. Hoa cúc này người ta gọi là cúc mặt cọp quý vị ạ. Có hai tên, một loại tên là cúc mặt cọp nữa. Cũng dành để bán trong dịp lễ các khánh này luôn quý vị ạ. Nhiều loại lắm quý vị ạ.
cánh đồng hoa với rau xen lẫn nhiều quá quý vị nhỉ. Mùa này thì công việc của mọi người nhiều, mọi người đều có công ăn việc làm quý vị ạ. Nhiều quá. Bên này vừa trồng hoa vừa trồng rau quý vị. Phía trước mình là rau đay quý vị. Quý vị ạ, vậy là chị đây ngoài gánh nặng 120 em càng ngày càng yếu đi, ra lại thêm chồng của chị cũng lại bị phổi đây là ba lần rồi quý vị ạ. Vâng, mà hôm nay là giờ này chưa xong à. Vâng, giờ xong phơi bắt đầu mới cho các chị ăn được. Dạ, à ăn là bây giờ ăn trưa đúng không chị? Ăn trưa. Vâng, bây giờ chị này thì lấy được rồi nhưng mà cái chị kia là phải xay ra đấy. Có nhận ra người quen không ta? Ồ, gặp chị này nhớ là cái vụ xe lăn đấy, vẫn đang nhớ đấy mà tại mãi Sài Gòn biết cách nào để đưa về. Càng ngày càng nặng đe. À chị đấy gì chị? Nó nặng đe này. Và cũng lâu lâu khỏe dậy được. Và thôi cứ nằm cho chị nằm đi. Còn cô trong này thì sao chị? Thì như giờ. Và cứ dạo một chú ơi. Và bây giờ càng ngày càng bình khỏe nhưng mà bây giờ cứ ăn được chú ơi. À. Tạo ơn chú này cứ ăn được. Và bây giờ chả biết nói làm sao nữa. Vâng. Thì tất cả các gì cứ khuyên là bây giờ chị biết trông. Vâng, thế kệ chị đi chị ạ. Vâng, kệ chị nghỉ. Vậy nơi chúa, cứ vâng. Ngày suốt ngày vậy. À, năm nay là bao nhiêu tuổi chị? Bảy mấy. À, bảy mấy luôn rồi. 72, 23 gì vậy. Vâng. Đấy. Chẳng biết ông bà thai sao, nhiều khi mấy người mà cùng lớp ấy, họ bảo là bằng tuổi tôi phải bảy mấy. À. Nhưng mà trong giấy tờ là sinh năm 50. 50 là mới có 72, 73 thôi. Vâng, nhưng mà đúng là phải hơn không chị? 73, 74, 75 á. À. Mấy cái bà trung định như vậy ạ. Vâng. Ơ chị ấy có phải là nhà chị ngày xưa có hai trai hai gái à chị? Hay là mấy người nhỉ? Mấy người tất cả chị ạ? Nhà chị ông bà sinh ra mấy người con? À, sinh ra là 6 người. Vâng. 3 cao, 3 lùn. À vâng. Nhưng mà chúa cất đi mất một ông cao. À. Còn một chị cao như mình thì vâng. Lại lập gia đình ở xa. Vâng. Vậy thì đấy. Còn 3 người lùn. À, 3 người thấp thì có một anh lấy vợ Sài Gòn hay là Thủ Đức gì không chị? Sài Gòn. Vâng. Ở nhà trò Sài Gòn đấy chứ chẳng có nhà cửa gì đâu đúng không ạ? Vậy à, khổ vậy đây. Ở nhà trò cả từ khi bỏ nhà đi xong lấy cái chị này nhau nhau vậy xong rồi về sau thì về thì cha cô Yến thì cha làm phép giao cho. À. Từ để sống với nhau cho nó hợp pháp thôi. Cũng không con cái gì luôn này chị. Có được ba thằng con trai. Cao, nó cao không chị? Trai, hai thằng cao, một thằng lùn. Ồ, vậy đấy. Mà bây giờ thì cứ sống ra vương cứ ở nhà trọ vậy. Vâng. Cũng thương anh lắm muốn đưa về nhưng bây giờ không có chỗ. Vâng. Thì bây giờ phải hai trăm hai cô đây ở đây rồi. Vâng. Anh cũng liệt rồi. À vậy. Anh cũng liệt mà. À vậy như vậy. À, chị đứng xích ở đây tí xin lỗi chị, cái vào bóng nó bị nào bị bóng vào mặt chị nó xấu. À chị đứng xích ở đây tí cho nó sáng mặt này. À xin lỗi chị. Và chị ơi vậy là những người mà bị thấp như vậy nó còn có thể có di chứng là lớn tuổi là liệt à chị? Hay là hiểu, mình cũng không hiểu. Ngày xưa ông bà ông có bị không? Ngày xưa ông thì không mau lắm. Ông thì ông chỉ chừng gọi là yếu thôi, vâng, gọi là yếu đi xong mất thôi chứ không phải là liệt. Không cũng dạng là coi như là nó tai biến. À. Tới ngày đấy là họ tai biến luôn xong bắt đầu là nhưng mà lại chú ban cho là có mấy tháng là mất. À. Như bà thì lại tai biến, bà đâu có phải là di truyền. Vâng, vâng đúng rồi. Nhưng mà cũng tai biến. À cũng vậy. Liệt. Trời ơi. Cũng liệt nằm mà không biết bao nhiêu năm thì cũng quên rồi chẳng vâng. Nhớ vậy đấy. Cái khi chăm bà xong thì đấy cái chị này vâng. Bà chết năm 2002 thì khoảng chừng cỡ 2005 gì đấy là chị này bị vì thế là cho tới khi mà đến năm 2018 là cái chị này bị vậy đấy 2018 4 năm cô chị đây là tới 5 năm vâng. Còn cái anh ở Sài Gòn thì chắc cũng mới bị khoảng chừng có 3 năm nay không đi được. À, công nhận các khán giả xem phim có cả quý nhân họ nhớ lắm. Họ nhớ nhà chị có 3 người cao, 3 người thấp. Vâng. Rồi họ còn biết ngày xưa ông có sơn trường Monica. Vâng. Đấy, vậy đấy. Vâng.
Ông ngày xưa giỏi lắm, cũng vâng, sơn vâng. Rồi là cũng... Đấy, làm đủ việc các anh chị, cũng chịu khó lắm. À vậy. Tội nghiệp ông lắm thì ông sống trong mặc cảm ấy. À. Ông lại vâng. Không có như mấy chị này, ông khôn ngoan hơn, cho nên à. Ông sống trong mặc cảm. À. Cả cho tới tới lúc chết. Vâng. Tức là không có cho con cái quan hệ gì với người ngoài. À. Không tin ai. Vậy là. À, sống trong vậy mặc cảm. À, ông bị lâm ra bị bệnh tật vậy xong nó làm cho ông không muốn giao du nhiều. Vâng, cho con cái không có được quen ai hết. À, có tin. À, vậy. Khi mà mình lập gia đình là ông không bằng lòng đâu. À. Trốn đi lập gia đình. Ông còn vậy nữa. À. Tức là ông không có tin ai. Vâng. Còn cái đời mà chị gái ấy, thì lại là cái thời đấy ông còn đang trẻ. À. Ông còn đỡ. À. Thì đến thời mình ấy thì vất vả lắm, ông không có tin ai đâu. Vậy. Vậy về chị ăn là người ở đâu chị? Thanh Sơn. À mà bây giờ ăn mới bị giai đoạn 3 chị biết lâu chưa? Thế bảo tự nhiên 2 tuần vừa rồi đấy, thế là cứ ngã. Mà mặt thì người thì nó còn đi. À. Mà cứ thấy rúi cái đầu xuống ngã. À này. Vậy đó. Không hiểu tại sao mà hồi xưa uống bằng đế rượu thì không ăn thua gì hết. À. Uống một chị thì ăn thua gì mà ngã. À vậy. Đấy thì kêu anh đi khám bệnh đi. Lên Ấn Khánh ấy, thì họ nói rằng là men gan cao rồi. Vâng. Nhưng mà anh không tin. À. Anh về anh vẫn cứ uống bình thường. Vâng. Lúc mà kêu cái ông bác sĩ từ thiện thì ông là đông y ấy. Vâng. Ông đến uống có cái máy già mà. Vâng. Thì ông thử lên thì ông bảo cứu vậy à cả giai đoạn ba à, là gan hay phổi à lại là phổi tại vì ông chưa có khám phổi mà vâng. Đấy xong bắt đầu tự nhiên sang ngày thứ ba khi ông khám xong thì thuốc nó chưa có về vâng. Thì ông nói thôi bây giờ ông cho ông ân huệ như vậy thì bây giờ bảo anh về đi để tôi nói cho nghe vâng. Sợ ông sốc thì ông về đi khám ở bên này thôi này vâng. Xong cái ông bác sĩ mới nói rằng là ông chỉ còn có 40% là hy vọng thôi. À. Còn là 60 là mất rồi. À, vâng. Nặng quá rồi. Vâng. Cái là ông không tin. Vâng. Bây giờ con cái nào bây giờ con chạy tiền cho ba đi tổng quát. Vâng. Có bảo hiểm mới được bao nhiêu chú. Vâng. Nhưng mà ông không chịu. À. Vì thế thì ông muốn mệt có kêu ông bác sĩ Thái ở Đức Mơ ấy, ông xuống. Ông mang chuyên nước tại ông ước muốn rồi. Ông mang chai nước biển xuống để truyền ông thì bác sĩ lắc đầu. À, con biết luôn. Ông chuyển cho ông ấy, bởi vì huyết áp cao quá. Vâng. Mà ông lại không bỏ rượu. Mà bây giờ có biết bị vậy chưa? Từ từ biết rồi nhưng mà vẫn không chấp nhận, vẫn đang uống rượu. À, vậy nhưng mà thì thôi thì bây giờ bác sĩ nó cũng khuyên là cũng nói với cha đấy. Vâng. Thì cha ấy bảo là thôi giờ cứ kệ ông đi, con đường của ông đã cho biết nhưng mà ông lại đóng lại. Vâng. Ông vui vẻ, ông cũng đòi hỏi là cái gì đấy. Vâng. Thì tạ ơn Chúa thì bác sĩ nói là lấy cái thang thuốc ta này ấy, vâng. Đầu 6 triệu. À. Nhưng mà ông có hoàn cảnh ông cho 2 triệu, ông lấy 4 triệu uống được tuần nay thì thấy ngồi dậy. À vậy á? À? Vâng. Mà chị lấy thang thuốc đấy ở đâu? Ông ấy là người, em mình không hiểu cái bà bên này và giới thiệu. À. Bác ấy gọi là bác sĩ Sơn. À. Mà ở đâu là cái gì, ở Vũng Tàu hay đâu ấy. À mà là đông y à chị? Đông y. À. Nó là thuốc lá. À vậy. Họ tán ra. À mà uống cái giờ ngồi lên được. Thì tự nhiên ngồi thấy rông ra đường được. À vậy đó. Thì thôi thì chứ 2 tuần trước không ăn được cái gì ấy. À. Bữa nay ăn cháo. À. Ăn cháo. Chị ấy nói về gia đình mình vậy. Ông ấy ngày xưa là anh em nhà ông có bị thấp như ông không? Anh em nhà ông ấy chị có biết không? Ông có anh em gì không? Ông ngoại anh mình đấy. Anh em nhà ông ở Thanh Sơn mà mình là anh em bên này mà. Ông đâu ấy. Là không, sao? À bố chị cả. Ừ. Bố chị là em thấp là ông ngoại mà. Vâng, bố nhưng mà bố anh em của bố chị ấy, tức là anh người em của à bố của ông là lùn chứ. À cũng bị à chị. Nhưng mà cao hơn tí. À. Vâng, vâng. Nó di truyền đấy. Di truyền đấy. Vâng. À, em thì hắn thì có các khán giả họ coi phim họ cũng biết hoàn cảnh gia đình chị. Rồi họ nói ngày xưa thì họ cũng có đến, họ cũng có nhớ ông ngày xưa ông cứ leo trên mấy cái tường ở trường Monica ông Sơn đấy. Cho nên thôi họ cũng có hiểu hoàn cảnh mình đấy chị. À. Họ hôm nay họ mang họ biếu chị 3 triệu chị này. À. À, để chị ra đây đi, chị ra đây chị ngồi chị đếm cho khăn cái. Rồi máy lại sắp hết pin. Và... từ nãy giờ nói nhiều quá. Không, tại em cứ đi lòng vòng. Đây chị đếm đi. Đấy chị đếm giúp khăn đi. À, đấy. À, chị đây là tự ngồi lên được này nhỉ. À. Đúng rồi. Vâng. Vâng. Y. Sáu. Vâng. Bảy. Cứ 15 tờ là được chị ạ. Chín. Mười. Một. Hai. Ba. Bốn. 15. Vâng, đấy. À, chị ạ.
Thôi chị ân nhân thì họ cũng biết hoàn cảnh nhà chị nhưng mà họ cũng không có nói tên này. Đây là ân nhân đây ở bên Úc chị ạ. Vâng. Thôi chị cảm ơn ân nhân, chúc phúc cho gia đình ân nhân cái chị nhá. Vâng. Và chị nói thì chị thay mặt các chị của em thì chỉ biết nói lời cảm ơn tất cả những ân nhân và đã giúp đỡ gia đình em vượt qua những lúc khó khăn này, thì em cũng xin ơn Chúa và Đức Mẹ ban cho tất cả những ân nhân được mọi ước muốn rồi mọi sự bình an. Vâng. Đấy, cũng có trên phim của em thì cũng nhiều hoàn cảnh lắm, cũng có những hoàn cảnh cũng giống chị phải chăm sóc người này người kia đấy. Vâng. Cũng khổ lắm, nói chung cuộc sống thì có người này người kia vậy đấy. Thôi vậy cũng đấy, lên chị thì có món quà cũng mừng nhưng mà lại biết tin ăn vậy thì cũng buồn. Thôi chị cứ cố gắng vậy nhá. Thì cái đấy là nhiều khi em nghĩ là hồng ân Chúa ban cho. Vâng. Thì thôi không thể nào tránh khỏi. Vâng. Đấy, con chuyện người cũng phải lụi tàn. Vâng. Cho nên là mới đầu cũng buồn lắm. Vâng. Mới khóc đấy. Vâng. Ngày nào cũng khóc hết. À. Khóc là tại sao con khổ quá, cả cuộc vâng. đời của con sống trong gia đình khổ lắm. Vâng. Nhưng mà bây giờ nhận ra rằng là Chúa bị khổ hết trong cuộc đời của Chúa sống ở trần gian này ba mươi mấy năm là Chúa đều khổ hết, thì con đường đấy tự nhiên hướng dẫn mình không còn buồn nữa. Vâng, đúng rồi chị. Cố gắng. Vâng. Xin ơn Chúa thêm sức cho đời để có sức khỏe để chăm các chị. Vâng. Vậy chị nhá. Chị nói hay quá. Vâng, thôi vậy chào luôn chị. Khánh cho phép pin quý vị ạ. Vâng. Chú nhá. Vâng vâng, thế em về nhá. Chú chúc lành cho chú. Dạ dạ. Làm những công việc để giúp cho những người nghèo khổ hơn nữa. Vâng, thôi em cũng cứ cố gắng ấy thì em cũng được ơn về trên gì đấy, tự nhiên mình có duyên vậy đây. Thôi thì cứ làm được thế nào thì làm. Thì chú cũng phải ban ơn cho tất cả những ân nhân đồ, cũng giống như chú đấy cũng là ân nhân. Thôi. Nếu chú ban cho thì tất cả những người nghèo khổ không thể nào tới được. Vâng. Thì thôi cũng cứ hy vọng vậy chị ạ. Thôi mình cứ làm hết trách nhiệm của mình đây. Mỗi người mỗi phận sự vậy, được bao nhiêu thì được. Và thế chị vâng, chào. Quý vị ạ, em đang có mặt ở khu vực Đức Long với Dốc Mơ, thuộc về xã Gia Tân 1, Gia Tân 2 và huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Quý vị ạ,
Quý vị ạ, đây là nhà bà cụ Đào. Ân nhân nhờ khán đến kiếm gia đình họ, khán đi mãi biết kiếm ra này quý vị. Đấy. Vâng. Con đến nhà bà lần này như là lần thứ hai mà con kiếm mãi biết ra nhà. Vâng, tại vì con không có rằn cái rong ấy, mình không phải dân ở đây, mình không rằn rong. Khi này bà so với hôm nọ thì sao chị đọc? Yếu hơn. Yếu hơn à con? Vâng, à vậy. Vâng, thôi con mời bà ngồi ghế đi ạ. Vâng, vâng. Dạ. Đấy, con đi hỏi thăm may, hỏi nhà bà ngay xéo xéo đây luôn. Thì... vâng. À vậy kỳ này bà ăn uống làm sao rồi con? Có được không con? Ăn thì chú ăn cho thì ăn được ạ. À. Mà lại không được ăn phải kiêng tiểu đường. À tiểu đường á cả. Tiểu đường chỉ có ăn nửa chén thôi, nếu mà ăn một thí dụ như một chén đầy vào thì là một cỡ chừng 2-3 tiếng đồng hồ là nó lại trời ơi vậy sao. Vâng, ăn đường kìa. Vâng, chén có một chén thôi mà nó đã lên tiểu đường rồi. Đường của tôi nó khác không như đường của họ. À vậy đó. À. Đường tôi á, thế mà nó lên vậy xong rồi là nó cắn ngáy như là kim châm ấy. À vậy đó cơ. À ra vậy đấy, vậy bà phải ăn kiêng. Ơ mà bà con thấy bà tóc bà vẫn còn sợi đen nhiều nhiều này. 82 tuổi rồi. Vâng, đấy, có tóc đen nhiều đấy ạ. À vậy đấy. Vậy là hiện nay bà ăn cơm cháo hay là phải ăn kiêng cái gì nữa không bà? Ăn cơm ăn cháo thì cũng ăn ít thôi. À vậy. Cháo thì nó không lên đường. À vâng, và... cứ có chất hình như là và... có chất gạo ấy là nó có protein, là nó có nhiều đường bà. Như còn bí đỏ cũng phải kiêng đấy. À. Bí xanh ấy thì ăn được. À vâng, vậy ra. Vâng. Vậy như vậy này bà này, vậy thì mỗi lần mà bà đi nhà thờ có đi được không hay là cha đến cho rước lễ thôi bà? Không ạ, nó à. Hơn một năm như vậy là được cả 2 năm nay rồi. À. Không đi được. À vậy đấy. Đã có ở nhà thôi rồi. Rước lễ là thôi. Rước lễ thì cha cho một tháng một lần cha đưa đi. À tháng. Một tháng một lần là con? Vâng. À vậy đấy. Vâng. Vâng. Vậy còn các con cháu nhà mình nó làm ăn có được không bà? Cháu làm ăn vừa vậy. Không có đứng để ra được gì nữa. À vậy là cơ. Vâng. Và có cái tủ gỗ này từ xưa lắm rồi bà già. Ừ, từ ngày năm 62 hay là 63. Ờ à, vậy đấy, năm 6 mấy. Vâng. 6 mấy 63 con cho là 60 năm nay 2012, 60 năm rồi bà nhỉ. Vâng. Ôi giời ơi. Quý vị thấy bà nhớ cái tủ năm bao nhiêu luôn, đồ cổ quá này. 60 năm là ra đồ cổ rồi đấy bà. Đấy. Gỗ tốt chứ bà già, nó bền. Gỗ tốt đấy. Vâng. Vâng, 60 năm rồi. Bà vậy hiện nay thì sức khỏe thì bà cứ ở nhà uống thuốc hay là có hay bị đi nhà thương không bà? Nhà thương ở trên này mấy năm nay tôi đi nhà thương trên này thôi. À cái chỗ mà còn trước ấy thì tôi đi bên ngoài. À cái chỗ bà đi ngay gần đây là Trung Thanh đấy không chị đọc? Dạ, An Khánh ạ. À, An Khánh. Dạ, đổi An Khánh ạ. Vâng, đây. Chị là con gái thứ mấy của bà ta? Dạ, con dâu. Con dâu. À, con dâu à? Đang bảo xin gái giống bà. Dạ, con dâu. À, vâng. Vâng. Đây, thưa bà, con đến một tí vậy, con gửi bà chúc quà của ân nhân họ nhà con chuyển lên cho bà nhá. Vâng. Vâng, vâng, để con thấy. Là con là mùa Covid con hay đi vòng, cái người ta hay gửi tiền con đi từ thiện. Và xong ân nhân thì họ cũng biết con đấy, họ cũng lâu lâu họ cũng gửi quà về cho con, cho mấy người nghèo, trường hợp nghèo nào đấy. Lâu lâu ân nhân cũng nhớ đến bà. À, con gửi bà đây là 3 triệu bà nè. Và bà nhận không biết có phải đếm không nhỉ? Đây con, đây con để gửi cô con dâu đi đếm dùng cho bà nhá. Tại sợ thiếu chị ạ, sợ khán để nhà lâu quá ai rút. Ờ chị cái này chị vừa mua hay để trong tủ lạnh đây? Dạ để tủ lạnh đi con. Ồ có nước trà xanh đại khách. Vậy bây giờ bao lâu thì bà đi bệnh viện lần bà? Cứ hồi nọ thì có 2-3 tuần. À vâng, đâu thiếu tuần nào chị? Dạ, dạ. Có 2-3 tuần là đi đó. Mình đi khám để lấy thuốc đúng không bà nhỉ? Vâng. À vâng, đấy. Để mua thuốc rồi vâng. Lúc thì mua nước thì họ... Vâng, dạ. Họ cho. À vâng. Chị còn chị là con dâu thứ mấy của bà cơ? Bà dạ, út. Con dâu thứ ba ạ. À còn dạ. Út của bà là bao nhiêu tuổi chị biết không? Dạ cô Út thì năm nay đã 4 mấy rồi ạ. À vậy đó cơ. Dạ. À năm nay bà 82.
út của bà 40 rồi. Vâng. À vậy út đấy. Út nó phải gần 50 rồi. À vậy á. À. Vậy chắc bà cũng phải 80 con à bà, hay mấy cơ? 9 người mà chết một người. À mất một người đấy. Chết người đầu chết. À đấy, các bà các bà người Gia Kiệm gốc Bắc là ngày xưa là cứ 89 có khi mười mấy bà chẳng. Vâng, đấy khi ạ. Vậy là bà mất người còn 8. Vâng. À vậy đấy. Thôi con lên tí vậy, con gửi biếu bà tí vậy. Vâng, bà cảm ơn ân nhân đi rồi con cắt phim. Bà có gửi lời nhắn gì với ân nhân không? Bà nói gì không? Không, tôi chán rồi, giờ tôi còn chẳng hơn mẹ. Mẹ có lời cảm ơn và đấy cũng để cho anh ấy quay đấy. Và tôi gửi lời rằng cảm ơn anh chị ở chú rể đó. Và từ năm nay tôi cứ nghĩ ngay và không biết đang bây giờ gì ở bên ý gì đỡ chứ là làm sao. À đúng rồi, cũng đấy anh chị cũng anh cũng chăm chị cũng ốm vậy đấy bà, cũng à. Cũng vàng cũng vất vả lắm, và nói chung ốm đau thì vất vả lắm. À, đấy thì cho tôi gửi lời sang rồi tạm chú gì nhiều nhá. Vâng. Rồi xin cảm ơn nhiều. Vâng, vậy bà nhá. Vâng. Lâu lâu còn nhớ đến nhau là quý rồi. Vâng. Con thì con chỉ chuyển giúp thôi chứ con cũng chưa biết mặt chị cơ. Vâng đấy, vâng. Này ốm nên giờ nằm một chỗ rồi đâu có biết cái gì. Vâng đấy, thôi con chúc bà sức khỏe với lại chú ban cho bà lúc nào cũng có nhiều cái niềm vui rồi. Vâng. Mọi sự và như ý bà ra. Vâng. Vậy đấy. Tôi được cái chú thương thì nhiều người cũng giúp đỡ. À vậy không có những người giúp đỡ thì tôi khổ lắm. À ra vậy đấy, vâng. Đấy là gọi là bà thì con cái cũng không phải là giàu có bà nhà. Vâng. À nhưng mà thấy tóc bà có đen đen rồi răng mới có gãy có cái sao ấy này. Không, có, mấy có... cái này. À vâng. Nung này hết rồi. À. Chỗ này là nung này. Vâng. Vâng, vậy thôi con cảm ơn bà nè, cảm ơn chị, con dâu bà. Tưởng con gái bà tại thấy hai người xinh giống nhau. Không, con gái ở bên cạnh nhà em. À, vậy con gái bên này mà nó đi, không biết nó có nhà hay nó đi chợ được chẳng. Vâng, vậy thôi con chào đây. Vâng, vâng. Rồi, tôi cảm ơn chú gì rồi cảm ơn anh được anh đại diện. Vâng, đại diện đi. Đấy, con là chuyên đi lang thang. Vâng, vâng. Rồi, vậy anh thôi ạ. Quý vị ạ, vậy là vừa rồi Khánh đi lòng vòng một chút, mang những phần quà của ân nhân về đến với những gia đình ốm đau tàn tật đấy quý vị. Khánh cảm ơn quý vị đã xem phim ủng hộ luôn ạ. Khánh chúc quý vị luôn có những phút giây thư giãn yên bình ạ. Khánh xin chào quý vị luôn ạ.